Hello, xin chào các bạn khỏe không? Mình là Mary Phan đang sinh sống ở Toronto, Canada. Các bạn ơi, bữa nay mình sẽ ăn bánh xèo các bạn. Cái này là của phở Đà Nẵng. Cái này là bánh, họ kêu là bánh căn các bạn. Nhìn thì tương tự các bạn, giống như là bánh xèo ở đây thì đều là nhân tôm hết các bạn. Đây thì ngoài ra là mình có sắc thêm ớt. Rất là cay cái mỡ. Ớt. Rau diếp cá là mình thêm các bạn nhé, chứ nó không có chung ở trong này. Ở trong này thì họ có giống như là táo nè, các loại rau thơm, nhưng mà tại mình rất là mê rau diếp cá mà. Kéo áo lên bắt đầu chiến đấu thì mình sẽ ăn chung với lại bánh tráng các bạn ha. Tráng còn mới luôn, thế sao ta? Stop doing. Bây giờ thì mới có chuẩn bị sẵn nước nóng đây này. Này là hai miếng, mình rất là thích ăn bánh tráng đó bạn, nó dai dai á. Đây mình sẽ nhúng hai miếng. Trời ơi, không có tới ở giữa. Trời ơi, nước nóng quá. Stop nha. Chưa gì nó đã phá rồi đó. Đây thì mình có thể thêm một cái gì. Ui, quên nước chấm. À, các bạn, bây giờ thì mình sẽ ăn thử miếng này trước ha. Ăn thử cái bánh này trước. Ăn thử một mình nó coi sao. Thử với lại nước chấm nha. Cái món này thì nó cũng nằm ở nước chấm rất là nhiều các bạn ha. Nước chấm ngon. Giòn giòn. Ăn thử vậy nè. Cuốn với lại rau cá này. Có ai mê đâu, giúp cá giống mê không? Mời các bạn mà. Cá ngầu á, nó chấm cay cay, nói chung là cũng rẻ các bạn ơi. Hai cái này là khoảng 24 đồng, vậy là cũng rẻ đó. Ngon lắm ạ. Mình không ngờ là họ làm nước chấm cay luôn á. Mình nghĩ là họ làm nước chấm cay như vậy. Đối với mình thì nó chưa có quá cay, nhưng mà so với người không ăn ớt như vậy là cay lắm đó. Vào. Anh nghĩ là rau diếp cá rất là ngon các bạn ở đây. Xong rồi múc vuông với lại nước mắm. Ừ.
Ngon. Lần đầu tiên mày ăn cái bánh này. Ăn cái bột không á thì mới không có cảm thấy nó có vị gì hết các bạn, không có vị mặn, ngọt hoặc là mặn. Mình nghĩ là họ không có để gì hết. Bị dính dính lá. Mà khi mà ăn chung thì nó sẽ ngọt ngọt của tôm thôi, xong rồi của nước chấm này các bạn. Ăn một mình nó thì không thấy có vị nhưng mà rất là ngon các bạn nha. Cái này có phải là món của miền Trung không ạ? Đúng rồi. Lần đầu tiên mới nhìn thấy. Bây giờ thì mình sẽ thử bánh xèo nha. Bánh xèo thì nhân thịt các bạn với lại tôm luôn. Bánh xèo nhìn rất là giòn mà cái này mà ăn ở trong tiệm chắc ngon lắm, ngon là tại nó giòn. Bây giờ thì mình bắt đầu cuốn ha, bánh xèo thì mình sẽ cuốn đó. Biết sao nè, biết ớt này luôn rồi, bắt đầu giúp cá rồi, cá mình nè. Về cái là mình ngâm với muối xong mình rửa sạch, mình cột lại tiếp. Còn gì nữa không? Thêm chút xíu. Này. Chua. Rồi. Ăn cay á, nhiều khi không phải là chảy mũi nhưng mà nó giống như là mình cảm giác giống như là bị chảy mũi vậy đó. Chung là mình cuốn không có đẹp lắm, cuốn thôi vô thôi vẫn nghe cái rọt rọt của cái giòn giòn của nó. Mời các bạn nha, để mình sẽ ăn thử trước này, ăn thử trước cái bánh xèo coi là họ có nêm nếm không hay là nó tương tự với lại cái này. Họ không nêm nếm luôn mà còn bánh xèo của miền Tây á, sao mình ăn á thì nó sẽ có vị ngọt ngọt nè, mặn mặn nhẹ nhẹ trong cái bánh luôn. Họ có trộn một ít muối này kia luôn, có mặt đường luôn, hoặc là thậm chí là nước cốt dừa, nó sẽ béo béo luôn. Nhưng mà riêng cái này thì theo mình ăn á thì mới không có cảm nhận được cái vị mặn mặn đó bạn, nhưng mà ăn thì lại rất là ngon. Nghĩa là nó sẽ phụ thuộc vào nhân với lại nước chấm, mình nghĩ là vậy. Mời các bạn. Ghê à, được. Wow.
Đây là mình mua về ăn các bạn nha. Nhưng mà cái bánh vẫn rất là giòn luôn. Không biết là ăn tại tiệm cắt sẽ ngon hơn rất là nhiều. Nó ngang nhiên đi show hàng cho cô chú luôn. Lần sau cho vô video nữa nha. Rất là ngon các bạn ơi. Nếu mà các bạn hai người á có được ăn cũng được khỏi độ, hiểu không? Đúng không? Nhiều người ăn thì mình vừa đổ vừa vui mình ăn, thế mà có hai người thôi khỏi độ các bạn ơi. Ở đời chỗ này có rẻ, có 24 đồng mà mình chỉ cần ghé mua thêm rau thôi. Theo đây là như vậy các bạn, mua thêm rau thôi tại vì rất là nhiều, một mình ăn không hết đâu. À, cái này á ăn nhiều rau mới ngon. Các bạn mà không ăn được rau á ngán lắm. Hồi trước á mày không thích ăn bánh xèo các bạn ạ, tại vì mày không ăn rau, mày chỉ ăn bánh xèo thôi. Mà các bạn cảm giác cái mỡ dầu á mình chiên á làm cho mình cảm giác rất là ngán luôn, ăn nhiều khi chưa hết một miếng nữa. Nhưng mà khi mà các bạn ăn chung với rau á nó ngon hơn rất là nhiều luôn. Lần này thì mình sẽ nhúng 3 miếng. Mình thích ăn nó dai dai các bạn không? Vì bánh tráng là mình mua xong rồi mình chỉ ăn một mình bánh tráng rồi đó, nhúng miếng nước nóng vậy nè, xong rồi mình chấm với lại nước mắm thôi đó là cũng thấy ngon rồi đó. Ui, ớt nè. Thật ra thì theo bản thân của mình thấy á, để lại
thêm miếng giá. Hai cái này nó không khác biệt mấy các bạn, bánh canh với lại bánh xèo á, cái bột của nó không khác gì mấy mà nhân cũng giống nữa, chỉ có khác là cái này nó tôm không, bột cái này có thịt thôi. Nhưng mà cả hai đều rất là ngon, kiểu nó ngon lạ lắm các bạn ơi. Nhiều khi em nói vậy các bạn kêu ủa nói không có bị gì hết mà sao ngon, thật sự nó rất là ngon các bạn ơi. Tàu dắp cá rất là mê các bạn ơi, mê nhất là tàu dắp cá. Từ một người rất là ghét ăn rau mà bây giờ mê mê rau các bạn ơi. Chắc là mình càng già tự nhiên bản thân giống như là cơ thể của mình cần rau các bạn. Này thiệt luôn, không biết là có bạn nào giống vậy không. Khi mà mình còn trẻ, bản thân của Mary cũng là một người rất là ghét ăn rau các bạn nha. Rau củ này kia là Mary ghét lắm. Mà bây giờ là nhiều khi tự nhiên cái ở trong cơ thể của mình á, cảm giác rất là thèm rau các bạn ơi. Giống như là hồi nhỏ mình thèm ăn bánh kẹo, ăn ăn thịt vậy đó. Mà bây giờ thì nó là như vậy, không biết là có bạn nào giống Mary không. Mà bản thân mình là một người rất là ghét nha, rất là ghét rau nha, nhỏ lớn không bao giờ đụng tới miếng rau luôn á. Mà tự nhiên cái già lên cái thay đổi các bạn. Mà nhiều bánh tráng hơn, cái màu trắng thì nó sẽ dai dai hơn không. Này đẹp hơn rồi nè. Ngon quá mà ơi. Càng già các bạn thích ăn rau rồi đó. Nó hơi dài, để bỏ bớt. Trời ơi các bạn ơi, nó ngon. Nước chấm nó cay cay, đã.
Wow. Nó chấm họ làm sẽ không có ngọt nhiều bạn, nó sẽ có vị mặn mặn ngọt ngọt hơn. Còn của miền Tây á, sẽ có vị ngọt nhiều hơn vị mặn. Họ bây giờ trời ơi nữa đang toàn là đau không, nhưng mà đây các bạn ơi, video bữa nay sẽ tới đây thôi ha. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều luôn. Các bạn muốn thử thì các bạn cứ gọi hình như là phở Đà Nẵng ngay trên với lại shipper các bạn ha, rất là ngon luôn. Bình thường thì cái mình không có làm quảng cáo hoặc là không có biết quen biết ai hết các bạn, nhưng mà khi mà đồ ăn ngon thì mình sẽ giới thiệu chỗ cho các bạn order để mà ăn thử. Còn nếu mà chỗ mà kiểu nó không có được ngon lắm thì mình sẽ giấu luôn cái tên tiệm, tại vì nhiều khi á lỡ mình làm cho cái việc làm ăn của người khác không được trôi chảy rồi sao, nên thành ra khi mà mình nói cái tên tiệm thì chắc chắn là nó sẽ ngon. Nhưng mà tất nhiên là mình không có nói hết tất cả các món nha, tại mình chưa có ăn. Nhưng mà riêng cái món mà mình order hôm nay á, là bánh xèo với lại bánh căn á thì rất là ngon. Nhưng mà rau thì mình có mua thêm nha, chứ không phải là đi chung rau ở trong này, là cũng có ít rau giáp cá nhưng mà nói chung là ít rau các bạn nha, không có nhiều. Các loại rau thơm rồi này kia đây. Còn ớt với lại rau giáp cá này là của mình mua thêm các bạn ha. Vào ăn nó có nên nó ở ngoài luôn. Bây giờ thì mình sẽ dừng video đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hẹn gặp các bạn trong video tới. Bye.